Thời gian hội ý đã kết thúc. Các bạn đang xem giữa đội Tân Lộc và Quyết Thắng giải Bình Khinh năm 2024. Hiện nay còn đang là vòng loại. Hiện nay các bạn đang xem là khán giả đang xem vòng loại, nhưng mà khán giả đến xem rất là đông, cổ vũ cho hai đội rất là hay. Điểm hiện nay ở set đấu thứ ba này là 19. Hiện nay 20 cho đội Quyết Thắng. Đội Tân Lộc hiện nay do ban tổ chức làm che khuất bằng điểm cho đội bằng điểm cho tất cả các anh chị em và các bạn. Bây giờ là đến lượt Tân Lộc phát bóng. Cho đội Quyết Thắng 21 rồi. Và ban tổ chức để các đồ lên ở trên bàn bằng điểm che khuất. Hiện nay là đội Tân Lộc hiện nay chưa biết là bao nhiêu điểm, chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn. Hai đội thi đấu rất là hay. Như trận chung kết. Đến lượt Tân Lộc phản công, không được, bỏ nhỏ thành công. Xem xét đấu này là xét đấu thứ ba, xét đấu Quyết Thắng. Quyết Thắng hiện nay đánh trong sân, điểm lên rồi. Hiện nay đội Quyết Thắng đang lên hơn điểm 22-21. Hai đội đang chất chiêu từng điểm. Điểm số hơn điểm là đội Quyết Thắng 23-22. Còn 2 điểm nữa thôi sẽ giành chiến thắng ở set đấu thứ 3. Vẫn còn phòng thủ của đội Quyết Thắng rất là hay. Đánh rất là nhẹ. Đến lượt số 11. Số 11 của đội Tân Lộc. Phải nói đánh bóng rất là căng. Cầu thủ vừa cắt được điểm cho đội Tân Lộc phát bóng. Quyết Thắng, đến lượt Quyết Thắng rồi, chưa được. Bỏ nhỏ. Trọng tài cho là trong sân. Điểm hiện nay 24-23 cho Tân Lộc.
vẫn là cầu thủ số 11 phát bóng. Kết thúc chưa? Trong sân phải nói là hòn đất ném đi hòn chì ném lại, 2-4 hòa. Đội nào cũng căng thẳng. Hiện nay đội nào cũng rất là cẩn thận để giành chiến thắng cho mình. 2-4 rồi. 25-24. Nếu mà quyết thắng không cắt được quả này thì giành chiến thắng cho đội Tân Hợp. Đánh bóng rồi, chưa được, còn đang nha. Hết rồi, Tân Lộc sẽ giành chiến thắng rồi. 26-24. Đội Tân Lộc sẽ thắng đội Quyết Thắng 2-1. Xin mời các bạn đón xem các trận đấu tiếp theo.